bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Tuấn Kiệt ơi, Tuấn Kiệt, tại sao lại như vậy? Tại sao giờ này mà anh chưa đến nữa chứ? Không được, không được. Tỉnh lại. Mày là nữ thần trong mắt biết bao nhiêu người mà, tại sao mày lại vì một tên Tuấn Kiệt mà như vậy chứ? Không được, không được, không chịu. Yêu anh nhất trên đời. Là bạn gái em nha. Khùng quá bà nội, cái gì là bạn gái? Không phải, ý tôi nói là tôi thích Kiệt lâu rồi, tôi muốn Kiệt làm bạn trai của tôi. Gì? Trời đất ơi, thôi không được đâu, tôi không có thích bà đâu. Đi mà, làm tôi đi mà. Vậy? Nói gì vậy? Tôi còn nguyên đó nha. Gì vậy? Không phải, tôi thích Kiệt thiệt mà, làm bạn trai tôi đi. Thôi, tôi không có làm bạn trai bà đâu. Đi mà, tôi năn nỉ mà. Không. Đi. Đã nói là không. Làm bạn trai tôi không? Không. Giờ ông làm bạn trai tôi đi mà. Tôi nói là không. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mình lại đau khổ như vậy nè? Hóa ra cảm giác thất tình là như vậy sao? Trời ơi, thất tình là vui gì? Cuối cùng mình nghe mình cũng biết cảm giác thất tình là như thế nào rồi. Ê, thất tình sao vui như vậy? Bây giờ ông đồng ý làm bạn trai tôi không thì nói đi. Tôi nói là không, 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 không. Được rồi, nếu bây giờ ông không đồng ý làm bạn trai của tôi thì tôi chết chứ không vừa lòng. Ê, khoan đã. Ông đồng ý rồi đúng không? Ông đồng ý làm bạn trai của tôi đúng không? Không. Tôi định hỏi là Nga có biết cách nào chết chưa? Tôi chỉ cho một cách chết đẹp lắm. Thắt cổ tự tử. Rồi anh biết rồi, chút xíu tới liền. Anh lúc nào cũng đúng giờ mà, yên tâm đi ha. Vậy nha, bye bye. Đúng à. Kiệt, cái mấy món quà này là của Nga hết đúng không? Ê, cái vòng này đẹp quá à. Nga vừa ý lắm luôn á. Gì vậy?
đâu mà ra vậy? Quà này là của người khác rồi. Là tùm tút tùm tút. Không lẽ nguyên một đống quà như vậy nè, Kiệt cũng có cho Nga món nào sao? Không, đùa nghe mà. Đi đâu vậy? Thì đi hẹn hò với người khác. Thời gian của Nga hết rồi, biết chưa? Ok. Kiệt quay lại, Kiệt đổi ý rồi. Kiệt mua quà cho Nga đúng không? À, quên nữa. Tiền trà sữa thì chưa có trả. Chút vô tính luôn nha. Cảm ơn nha. Bye bye. Không. Không. Để lại là tào lao vậy chứ. Không được. Bây giờ nếu có xảy ra, tại lại là theo một chiều hướng khác. Ông xã ngưng chút xíu, bà xã bới cơm cho ông xã ăn nha. Chị chưa tới giờ là nấu cơm cho ông xã ăn không đó. Ông xã ơi, ông xã ăn miếng cơm nha. Ông xã ăn đi. Em Đúc hả? Ông xã bị liệt hả? Em xin lỗi, để em đút cho ông xã ăn nha. Ông xã há miệng ra nè. Ngon. Nấu cơm thì sống ăn vậy? Biết làm gì không? Bà xã xin lỗi. Để bà xã đút đồ ăn cho ông xã ăn nha. Dạ rồi, để đây nha. Rồi bà sẽ đút đồ ăn nè. Thôi mà đừng có giận mà. Ăn trứng nè, trứng mà sẽ chiên cực khổ lắm đó. Mà miếng nha. Tối gì mà mặn quá vậy? Bụng muốn giết tôi hả? Nè. Dạ. Vợ kiểu gì không biết. Nấu đồ ăn cũng không được, nấu cơm cũng không xong. Con đi lau dọn đi. Cái gì? Làm cái mặt gì vậy? Làm cái mặt đáng thương cho tôi thương cái hả? Xưa. Đi lau dọn nhà cửa đi. Kìa. Cái bếp kìa, làm xong chưa hay xong lau đi. Em hồi nãy em nấu cơm xong em lau sạch sẽ rồi mà ông xã. Cãi lời hả? Đi. Dạ. Khóc cái gì mà khóc? Nín. Không. Tại sao mình toàn tự ngược đãi bản thân mình như vậy chứ? Lại không ngừng nghĩ về Tuấn Kiệt nữa. Sao mình có thể cam tâm chịu khổ về Tuấn Kiệt như vậy? Không. Không được. Tại sao mình lại say nắng nặng như vậy chứ? Không có được. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.